không tụng niệm để xét kinh, không thù lao để xét xét sinh ở nhà tiếng nhát sắc đẹp lý hòa trong phòng sơ ở những trà rộng nai của hòa thượng đế đức. Dạ con kính tri ân quý sư, quý vị cùng tri ân và đạo tràng. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lỗi cô tu nữ Hiếu Pháp và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 241. Dạ, cô cho con xin. Và con cảm ơn cô tu nữ Hiền Pháp đã góp bài. Asek cha rama la manta anuthan nama la khara ma lang wan nat sa ko sek chang ba ma do rakha to ma lang. Asek cha rama la manta anuthan nama la khara ma lang wan nat sa ko sách chẳng ba ma đồ rắc kha tổ ma lang. Không tụng làm nhấp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biếng nhác làm nhơ sắc, phóng dật uế người canh. Đấy là bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Asek chara mala manta anuthana mala khara malang quanat sako sách chăng bà ma đô rắc khả tô ma lăng. Arek chara mala manta anuthana mala khara malang wanat sako sách chăng bà ma đô rắc khả tô ma lăng. Không tụng niệm gì xét kinh, không chùi lau gì xét sinh cửa nhà, biếng nhác sắc đẹp dỉ nhòa, canh phòng sơ hở dỉ trà trộn ngay. Đấy của bản dịch hòa thượng Thích hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Con kính con xin mời xin pháp nguồn Lào Cai. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc bài Pháp Cú 241 ạ. Dạ. Asek cha yama la manta anuttha nama la khara ma lang Nasako sách chẳng ba mà đồ rekato ma lăng. A sách cha yama la măng măng ta anut tha nam ma la khara ma lăng quan nasako sách chẳng ba mà đồ ca tổ ma lăng. Không tụng làm nhất kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biếng nhác làm nhơ sắc, phóng dập uế người canh. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Không tụng niệm dị xét kinh, không chùi lau dị xét sinh cửa nhà, biếng nhác sắc đẹp dị nhòa, canh phòng sơ hở dị trà trộn ngay,
bản dịch của hòa thượng dưới đất. Con xin phép được kể. Asacchayang malamanta anuthana malakara malangwanat sakosacchang pamadorakhato malang asacchaya malamanta anuthana malakara ma lăng quan nát sa cô sạch chẳng pa ma đô rách ca tô ma lăng. Không tụng làm nhất kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biếng nhác làm như sắc, phóng dật uế người canh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không tụng niệm dị xét kinh, không chùi lau dị xét sinh cửa nhà, biếng nhác sắc đẹp dị nhòa, canh phòng sơ hở dị trà trộn ngay hòa thượng dưới đất. Dạ con đã đọc và kể xong, con kính cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn Sikina. Dạ con xin phép mời một vị khác. Nhà sa thú, sa thú kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cảm ơn cô Trần Đạo, cô Hoàng Miễu. Cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp thấy Thina và đạo tràng rồi, đưa tay lại đi. Thina ơi, hôm nay ngồi ở chỗ nào mà yếu xìu vậy, té hoài à? Rồi mời Thina nha. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con xin phép được đọc lại lần thứ hai. Dạ. Asacchaya mala manta anunthana mala khara malang vannasakho satchang phamado rakkhato malang asacchaya mala manta anunthana mala khara malang vannasakho satchang phamado rakkhato malang. Không tụng làm nhớ kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phỏng vật uế người canh, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Asanjaya malamanta anunthana malakara malangwanan sakho sanchang pamadurang khatu malang. Không tụng niệm rỉ xét kinh, không chùi lao rỉ xét sinh cửa nhà, biến nhát sắc đẹp rỉ nhòa, căn phòng sơ hở rỉ tà trộn ngay, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thủ, sa thủ kính cảm ơn Tina. Nam mô Bụt Thầy. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Trần Đào, cảm ơn cô Hoàng Việt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, hôm nay là cái ngày ăn của Thường Tòa Tài Quyền, nhưng mà sư nói là sư không có vào giảng tư vấn, nên đạo tràng chúng ta có thể ôn bài tới hơn 6 giờ để chờ sư vào, hơn 7 giờ chứ, dạ, để chờ sư vào, nên là quý vị chuẩn bị tinh thần nha. Như Pháp xin lên ông bài rồi, vì nào đưa bàn tay mình lên thì Như Pháp nhường mic, chứ không ấy là Như Pháp cầm mic hoài luôn đó nha. Xin đầu càng chuẩn bị nha. Pháp Nguồn Lào Cai nè, Thina nè, Thina có thể lên kệ một lần nữa cũng được, tại vì lúc đầu thì Thina kệ đạo tràng không có nghe, lần sau này thì tốt rồi. Quang Thanh nè, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, dạ kính mời quý vị nha. Dạ bây giờ là con, dạ rồi để Như Pháp mà đọc và bình thường xong rồi thì mời bàn tay Pháp Nguồn Lào Cai lên lật động thứ hai nha.
Asatya yamala manta anuthanamala khara malang vannasako satchang bamado ratkhato malang. Asatya yamala manta anuthanamala khara malang vannasako satchang bamado ratkhato malang. Không tụng làm nhập kinh, không đứng dậy bận nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng vật về người canh. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À sát cha gia mà là man ta, à nốt thana mà là khá ra, mà lặng quanh na xà cô xa chăng, tả ma đô ra cà tô ma lăng. À sa sát à sát cha ya mà la man ta anuthana mà la kha ra mà lăng quanh na mà lăng quanh na sa cô sa chăng mà ma đô ra cà tô ma lăng. Không tụng niệm rỉ xét kinh, không chùi lao rỉ khát sinh sửa nhà, biến nhát sắc đẹp rỉ nhò, canh phòng sơ hở rỉ trà trộn ngai. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Mời bàn tay pháp nguồn nào ca mà mời bàn tay quý vị nha. Dạ, con xin phép được đọc bài lần 2, bài Kinh Pháp Cú 241. Dạ. Con xin cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc. Asakcha yamala manta anuthan namala khara malang vannasako sakchang pa ma do ra ka to ma lang a sak cha ya ma la man ta a nu ng tha na ma la kha ra ma lang wan na sa ko sa chang pa ma do ra ka to ma lang a sak cha ya ma la man ta anuttha namala khara malang vannasako sacchang pamado rakkhato malang. Không tụng làm nhớp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật tuế người canh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không tụng niệm dỉ xét kinh, không chùi lau gì xét sinh cửa nhà, biến nhát sắc đẹp dị hòa, canh phòng sơ hở dị trà trộn ngay. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Con xin phép được kể. Asakchaya malamanta anuthanang malara khara malang vannat sa ko sang chang pa ma do rak kha to ma lang asakchaya malamanta anuthana malakara malang vannat sa ko sang chang pa ma do rak kha to ma lang asakcaya malamanta anuthana malakara malang vannat sakosakchang pamadorakkhato malang. Không tụng làm nhấp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật với người canh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không tụng niệm gì xét kinh, không chùi lắp gì xét sinh cửa nhà, biến nhát sắc đẹp gì nhòa, canh phòng sơ hở gì trà trộn ngay. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Dạ, con đã đọc và kể xong, con được xin phép kính mời một vị khác. Cảm ơn con, cảm ơn cô Như Pháp.
Con kính dâng lễ thánh tọa tuệ quyền. Con xin phép nói cả. Cảm ơn các bạn hoàng lượng. Dạ sa thú cảm ơn pháp nguồn Lào Cai. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tây Quyền. Dạ ba sư, sao mà sư khóc dữ vậy sư? Sư có thể cầm mít được không? Có gì trở ngại không ba sư? Dạ sư có gì trở ngại không, sư cho con một tín hiệu ạ. Con có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư không? Dạ vậy bấm nhầm, dạ tốt không sao. Dạ kính chào hoa sen như vào đạo tràng. Dạ sa thú lanh thai như pháp kính cảm ơn. Pháp nguồn Lào Cai thi na quan thanh cảm ơn. Cô Trần Đạo đã hoan hỷ lên ông bài pháp 241. Dạ hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được thượng tọa tuệ quyền giảng giải bài học 242. Dạ trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tuệ quyền giảng giải bài học ngày hôm nay, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Hàng thiện tinh mãi mê rằng cảnh na nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh ráng à, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc à, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thẩm nhập đạo lành Như Lai. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh sơ 242. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân bích đến xưa. Nam tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân khai với giới thưa để chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng tôi hơi bị khang tiếng chút xíu nha. Có gì đó rõ cái gì cũng quan nghĩ thông cảm. Nãy chúng tôi bấm nhầm vô không lóc gì. Không có cái hình để tặng. Bấm cái tiền ra không ra. Dạ nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ đến Thượng Tôn Bình Hạnh. Cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Bhutang Phakkhawantang Phivadi Misuakato Phakkhawata Thammo Thamang Namasami Subhatipano Phakkhavato Sāvaka Sangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán chúng Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cũng nhờ quy lực Tam Bảo hành dụ đến chư Tôn Đức Tăng như Tôn Đức cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chân Pháp. Nam Mô Bụt Thầy giá. Hôm nay chúng ta học cái câu Pháp cú số 242. Câu Pháp cú có ý nghĩa rằng Malithiya Ducharitang Mạch
chê rằng đát tô ma lăng ma la về bà ba ca tham ma asmin lô kê bà ram hi chá. Tà hạnh là vết nhơ của người của nữ nhân, bổn sẵn là vết nhơ của người đang bố thí. Thật vậy, vết nhơ của các ác pháp, ác xấu ở đời, đời này và đời sau. Giờ đây chúng ta thấy cái chữ mắt Malithya Ducharitan, đây là một hợp từ. Từ chữ Malithya. Chúng tôi một chút xíu. Ma la tức là một cái vết nhơ. Ma la một vết nhơ, nó dân từ trung tính của cái cấu ấy, cái vết nhơ, cái cấu ấy. Mà Ithya tức là đây tức là tự chữ Ithi, dân từ nữ tính. Vết nhơ của người đàn bà là từ cái chữ ma la cộng với ít thí giá, nó sanh thí, tức là bỏ cái chữ á còn chữ ý, mà lít thí giá tăng cường thêm một chữ nữa. Mà lít thí giá cộng với ít thí, tức là ở đây mà nó chia theo sở thụ cách cho những của nữ tính, tức là của người. Còn cái chữ đúng chá rất tí tức là hành động, mà xú tức là thiện, mà đúng tức là ác, tức là ác hạnh hay là hành động sát quấy, hành động tà hạnh, tức là đối với người đàn bà cái tà hạnh đó là vết nhơ. Đó là một hợp từ thứ nhất. Hợp từ thứ hai, mai chê răng đát đát tô ma lăng mai chá ri giác, thế tức một danh từ trung tính, là sự keo kẹt, sự bỏng sáng. Đát-đát-tô là một hiện tại phân từ, tức là người đát-đát-tí, tự danh từ đát-đát-tí, là từ căn đa, là cho, hay là của người đang cho. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái chữ bỏng sẻn là vết nhơ của người thí. Bỏng sẻn là vết nhơ của người thí. Chúng ta được một hợp từ thứ hai nữa, đó tức là Macharyang Dadato Malang, bỏng sẻn sẽ là vết nhơ của người bố thí. Đó đây từ chữ Macherang, Machera, nhân từ trung tính keo kiệt. Và Dadato là một hiện tại phân từ. Dạ, chúng ta đã xong cái câu thứ hai. Cái câu thứ ba là Malave Ba Baka Tham Asmin Loke Param Hicha. Đây là một hợp từ dài. Mala tức danh từ nam tính, mà Mala là các vết nhơ, nói đến nhiều vết nhơ. Mà Ba Bá Cá tức là các cái ác, các cái pháp ác xấu. Chữ cá chỉ cho cái sở hữu thôi, cái chữ Ba Bá là việc ác, việc xấu, danh từ trung tính. Cái chữ Asmin là một trạng từ, Loke tức là thế gian. Paramhi tức là nó đi theo cái đời này và cái đời sau. Cho nên Mala Papaka Thamma, tức là cái đó có nghĩa là
các pháp xấu là vết nhơ. Thật vậy, các pháp xấu là vết nhơ. Asmin loke paramhi, tức là đời này và đời khác. Barak tức là đời khác, đời sau. Loka, asmin loke paramhi, tức là mang theo trong đời này và ở đời sau. Cho nên chúng ta dịch được cái nghĩa, tức là tà hạnh là vết nhơ của nữ nhân, của nữ, bổn sẻn là vết nhơ của người đang bố thí. Thật vậy, các vết nhơ là các ác pháp xấu ở đời này và đời sau. Và Hòa Thượng Minh Châu đã việt dịch rằng tà hạnh nhơ đàn bà, sang tham nhấp kẻ thí, ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau, là như thế. Thì kính thưa quý vị, đây là cái duyên sự của câu số, đó là tức nghĩa của câu số 242. Và cái duyên sự này được giải thích rằng khi Đức Phật Ngài tại Vê Lúc Anh á, tức ở Túc Lâm Tịnh Xá đó, Đức Phật Ngài thuyết đề cập đến một chàng công tử nọ đó. Thì chàng công tử này á là cưới vợ một tiểu thơ, muốn đăng hậu đối giữa hai bên. Nhưng điều thật sự tức là chàng ta rất là thiếu phước. Cô vợ ta thì cứ tà hạnh, mà cứ có nhiều cái ngoại tình, có nhiều cái hành động tà hạnh, rồi mang tiếng rất là nhiều lần. Mang tiếng coi như là ai ta cũng biết hết, cho nên người ta rất là xấu hổ, không dám tiếp xúc. Và ngay cả cái việc mà người ta thường đến để thăm viếng hộ độ cúng dường Đức Phật á, người ta cũng có đi luôn. Người ta vắng một thời gian, thì một thời gian sau đó thì người ta đến đền lễ Đức Phật, ngồi qua một bên. Và Đức Phật hỏi công tử là tại sao mà dạo này không thấy người tới, thì thường vậy như vậy. Thì công tử mới giải bài cùng Đức Thế Tôn: con có một người vợ nó tà hạnh như vậy, cho nên con cảm thấy mắc cỡ, không dám tiếp xúc ai, ngay cả đi đến gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nhắc lại, ở trong đời quá khứ ta đã từng dạy ngươi, ta đã từng chỉ ngươi rồi, đàn bà giống như là sông rạch, bậc hiền trí không nên giận nữ nhân. Nhưng vì do luân hồi, do vô minh, cho nên không nhớ tới, không có biết tới cái chuyện đó. Và hôm nay tiếp tục gặp nữa, và Ngài nói đi cái chuyện bổng sanh, và trong kinh có dạy một cái câu như thế này: đàn bà như thể rạch sông, đường đi rộng đá, nhà công quá chợ. Đàn bà tiếp tục bẩn nhơ, lăn lòn xa kể, ngày giờ chỉ đâu. Sau khi Đức Phật Ngài giải về cái câu này thì Ngài mới nói rằng á, đối với những người nữ nhân mà trắc nết thì là vết nhơ. Sự bóng đích của những người tính khí là ác nghiệp, là vết nhơ, làm hại chúng sinh đời này và đời sau. Và vô minh tức là vết nhơ của tất cả các vết nhơ. Rồi Ngài ngâm lên câu kệ: tà hạnh nhơ đàn bà, sang tham nhơ kẻ thí, ẩu ác là vết nhơ đời này và đời sau. Trong hàng cấu quý ấy, vô minh là nhơ tối thượng, hãy trừ bỏ nhơ ấy, thành tỳ kheo vô cấu. Thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào từng cái chi tiết. Sự thật thì Đức Phật nói như thế này thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là dầu cho đàn bà hay đàn ông gì, đàn bà thì người ta nói tức là bởi vì đàn bà luôn luôn là phải công dung hôn hạnh, là nó mang tính tức là từ ngày xưa cho tới bây giờ. Cái việc mà ngày xưa thì người đàn ông năm thê bảy thiếp nó không phải là một vấn đề, những người đàn bà chỉ có một người thứ hai lân la và có cái sự quan hệ hay là có một cái sự thân gần, thì như đó là một cái ngày xưa thì đó là một điều nó không có tốt đẹp. Và cũng như ngày xưa
thì tại sao trong đây không có nói về cái người đàn ông, thì nói với cái sự tà hạnh nhấp nhơ, thì đối với người đàn bà hay người đàn ông gì mà tà hạnh thì cũng là tà dâm, tà hạnh cũng là vết nhơ tất cả. Nhưng vì cái ngày xưa người ta có một cái định kiến như thế, tức là đàn bà chỉ một chồng và đàn ông thì được nhiều vợ, thì đó là do, nhưng ngày hôm nay thì cái xã hội nó tiến bộ rồi, thì chỉ là một người vợ, một người chồng, mà nếu như sống không đúng thì chúng ta đã dẫm đạp lên nhau, thì là vẫn là cũng mang cái tội tà hạnh. Thì kính thưa quý vị, ở đây thì đó là nói về cái chàng công tử này bị như thế, thì do tự tiền thân cũng đã gặp cái điều đó rồi, mà Đức Phật này cũng đã nói, nhưng ngài cũng xác định là do vì cái tiền thân, do cái vô minh, do cái phiền não nó khuất lấp, nó che giấu, cho nên không thấy được, không thấy được. Chúng ta phải nhớ như vậy, và thế là phải sanh cái nhiều cái niềm đau nỗi khổ. Ở đây cái Ducharita Atticharo ngày xưa khi mà bị như thế đó, đó chính là một sự ô nhục mà cái người nữ này bị đuổi về nhà của cha mẹ ruột mình, và cũng bị cái sự khinh rỉ, bị cái sự khinh khi, coi như là tồi bại gia phong, nhục nhã trong đường tổ tông. Và nhiều khi về đến nhà cha mẹ ruột cũng bị đuổi đi, sống bơ vơ vất vả. Cho nên đây là cũng là một cái nghiệp khổ của nữ nhân. Nhưng ngày hôm nay thì nó theo cái tình huống nó cũng khác, chứ không phải kiểu như tình huống như ngày xưa. Thì chúng ta phải biết là lúc nào cũng vậy, sống đúng thì nó được tốt đẹp, còn sống không đúng thì ở bất cứ cái thời gian nào thì nó cũng sẽ không được tốt đẹp. Nếu như cả hai không có thông cảm, không có tha thứ và không có tiếp tục sống với nhau nữa, thì chắc chắn rằng cuộc sống đó nó sẽ bất lợi. Cái chữ thứ hai, Dadato, ở đây có nghĩa nó là chữ đa giác cá, có nghĩa là nó cái người cho, và đến cái người cho, mà tại sao nói bố thí nhất cái người cho, tức là ở đây có nghĩa rằng khi mà chúng ta làm phước hay chúng ta hứa, người ta cúng dường, chúng ta không cúng, chúng ta đừng hứa, mà hứa thì đừng có thất hứa. Khi mà thất hứa như vậy thì xem như là chúng ta đã không thực hiện. Có người á, khi chúng ta có chúng ta cúng, không có, chúng ta mong chúng ta cúng, đến khi chúng ta hối hận hay đến khi chúng ta hối tiếc, thì cái sự hối tiếc đó chính là cái gì? Như ngày xưa nghĩ rằng nước như chiếc này, mình trúng mùa mình sẽ làm cái điều này, mình sẽ làm cái điều kia. Nhưng đến khi mình trúng cái mùa thu hoạch đó, thì mình không làm. Hay là mình nói theo cuộc sống ngày hôm nay, mình cầu nguyện để làm được cái này, mình cầu nguyện được cái kia. Nhưng khi mình cầu nguyện được xong á, nó thành tựu á, thì mình không làm. Mà quý vị biết cái điều này nó khổ lắm. Nhiều khi á, chúng ta đừng hứa, mà hứa với cái gì? Hứa với Tam Bảo, có chư thần chư thiên biết. Rồi có một số người chúng tôi cũng thấy nè, thấy thực tế luôn. Hứa sẽ làm cái điều này cho Tam Bảo, cho chùa chiền như thế này thế nọ. Nhưng điều rồi, đến khi đó đó, họ cũng được thuận duyên lúc đó. Nhưng điều họ một là do nhiều việc họ quên. Cái thứ hai là họ nghĩ từ từ, thôi kệ đi, bây giờ mình để từ từ, rồi mai sau mình lớn mạnh hơn nữa, mình sẽ làm lớn hơn nữa, vân vân. Thì những cái đó, những điều trong vô tình, nhiều khi trong vô tình đó, mình lại không có nhớ, hay hoặc là mình đã quên đi. Thì ở đây chính là do cái tâm của mình cứ hứa hẹn, và hứa bao nhiêu lần và cũng thất hứa thật có bấy nhiêu lần. Cho nên mà cái điều đó đối với ai, đối với Tam Bảo thì nó rất là nguy hiểm. Quý vị biết tại sao đời này sống sẽ trong cuộc đời có một số con người lại thất bát, lại mất mát,
lại thua lỗ, là cái đó là chúng ta không có cái phước giữ gìn cái lời hứa của mình, và cái phước cũng không được nữa, cái cổ mình nó cũng mất, nó thất bát, chúng ta gọi là thất bát, nó mất mát đi, chính là do cái tâm của chúng ta cho rồi chúng ta tiếc nuối, hay là cho rồi chúng ta, hay là hứa rồi chúng ta không làm. Đó, cho nên chúng ta thấy tại sao nói rằng nó nhớ vết cái cơ nhơ bỏng sẻn kêu kiệt, nó làm vết là vết nhơ của người, của người cho, nó là như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang nghèo á, chúng ta thấy cái việc làm phước, chúng ta ước gì mình có nhiều tiền của, chắc có lẽ mình sẽ làm được nhiều cái điều, chưa chắc mà chúng ta có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu, đó là sa thú lành thai, nhớ như vậy. Chúng ta có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu, chúng ta có một chúng ta làm một, có hai chúng ta làm hai, có thể làm, chứ không nghĩ rằng mấy mốt mình có thật là nhiều mình cũng sẽ thật là nhiều. Đừng có, khi tâm chúng ta quan hỷ khi lúc nào thì chúng ta làm cái khi đó. Dạ. Chứ chúng ta đừng có hứa, hay mà hứa thì chúng ta phải giữ. Rồi giữ được như vậy đó, là đó chính là chúng ta chính làm có một giá trị chân thật ở trong lòng mình, và cũng là cái phước hỗ trợ. Cái phước báo đó tức là cái phước, bởi vì chúng ta biết, mình biết, người nghĩ rằng tất cả người khác không biết, cứ ước nguyện của mình biết, người khác biết, người khác không biết, nhưng chưa thật chưa thiết biết, mà chính mình biết mà. Mình làm đúng làm sai gì mình tự mình hiểu. Đây là một điều nó rất là quan trọng. Cũng như mình hứa cho nhiều, thất hứa cũng thật là nhiều, thì điều này chúng ta cần phải có một sự suy xét trong cuộc đời. Cho nên vì vậy, ở trong cái việc một việc làm phước đó, nó có một cái chuyện gì không phải chờ mình phải làm, mình có thể hoan hỷ, mình có thể tùy hỷ, mình có thể cộng sự bằng, nếu như mình không có tiền của vật chất, mình có thể làm bằng công bằng sức mà cũng được mà. Nhưng chúng ta ít bao giờ chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta mới biết hoan hỷ tùy hỷ, chứ nghĩ rằng mình buồn mình đi, nghĩ rằng mình không có tiền mình đi, mình không có làm phước, người ta xem thường mình. Ủa sao tự chúng ta suy nghĩ kỳ cục vậy? Rồi chúng ta hứa hẹn, rồi quý vị biết nhiều khi ấy, đau lòng hơn nữa, cũng đem một cái phong thơ đem đến để cúng như người ta vậy đó, rồi nó không có cái gì trong đó, bỏ trong thùng phước điền, cũng như là có một số người đó, người ta đi vì cái mục đích, coi như là mục đích, tức là vào có ý đồ xấu đó. Bởi vì họ cũng có cái bao thơ, họ cũng bỏ vô cái thùng phước xương, hay là cũng dường, chư tăng. Những điều mà thực sự dở ra nó không có, là chúng ta biết là những người đó không có biết cái hậu quả của nó. Cũng như là lừa dối, coi như xảo trái như vậy, thì cái quả báo nó rất là nguy hiểm. Hay có một số người vì không xấu, không phải vì một mục đích mà xấu đi vào để lấy đồ đạc của người. Quý vị lễ hội bây giờ nó khổ lắm, đi vào mà chúng ta không cẩn thận á, là cái bóp ví chúng ta nó mất, cái cell phone, cái điện thoại di động chúng ta nó mất, và cái bóp ví chúng ta bị mất. Đấy, một số người như vậy. Rồi có một số người không có phải mà dí móc, nhưng điều mà vì sĩ diện cho nên người ta làm, mình cũng làm như người ta, nhưng nó không có, cái điều đó không cần thiết. Không cần thiết chúng ta phải làm, mà chúng ta làm dối, làm gian. Quý vị nghe, quý vị không muốn tin, mà có là thật vậy đó. Yeah. Cho nên tại sao mà có một số người khổ rất là khổ, khổ một cách khủng khiếp. Tức là không có cách nào có thể giúp cho người đó nó vượt qua được. Ôi thôi nó thua lỗ, coi như là nó mất mát, tệ hại, coi như là không thể nào, coi như của mang tới cho họ, tức là đổ biển, đổ sông không. Dạ, thì đó là chính là cái gì? Cái phước họ kém quá. Cái phước họ kém. Một điều nữa là chúng ta thấy, vì cái chỗ đó đó, cho nên họ không gặt hái được.
mất đi một cái phước cái gì? Cái phước, phước của nhân thiên, phước của nhân, của thiên sản, của nhân sản, của thiên sản và của thánh sản. Cho nên bổn sản chính là vết nhơ của người, của người bố thí. Bổn sản hay là chúng ta hối tiếc, nhớ là keo kiệt bổn sản và hối tiếc những việc chúng ta đã làm. Chúng ta hậu bao nghiệp, chúng ta quan hỷ với cái phước mình làm, chứ không có hối tiếc. Trời, nãy giờ lỡ làm rồi, bây giờ tiếc của thì rất là ổn, cái phước nó giảm, nó mất. Chúng ta nhớ như vậy. Và cái điều ba Bhakkathamma, có nghĩa là những cái pháp bất thiện là vết nhơ của chúng sinh từ cái đời này và cái đời sau. Nếu mà chúng sinh thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, tạo cái bất thiện, thì trong hiện tại đau khổ, tương lai lại đau khổ hơn nữa. Bởi vì Punya Nipparalo Kasmin Batitta Antipani Năng, phước lành, phước là hành trang, phước tức là hành trang của chúng ta mang theo. Hành trang của chúng ta mang theo đó chính là phước báo, và cũng là cái đồ đạc của chúng ta mang theo đó. Hành trang đó nó có hai ý nghĩa. Một là hành trang thiện, hai tức là đồ đạc mang theo đó chính là quả ác. Cái thiện ác này đấu đồng, thiện ác đấu đồng chung hữu báo là như thế. Có nghĩa rằng cái việc ác việc làm này nó sẽ theo ta từ đời này và đời sau. Dục tri tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị, dục tri lai tế quả kim sinh tác thị giả. Muốn biết đời này mình đang chịu cái quả gì thì hãy biết, thì chúng ta đang chịu cái quả gì là biết cái đời trước chúng ta làm cái quả đó. Và muốn đời sau chúng ta hưởng cái quả gì thì tạo nhân của đời này. Thì một con người có cái tâm, có cái tâm thí, có cái tâm để chúng ta vượt qua cái gì, cái nghèo khổ. Không, nghèo khổ là do cái tâm, cái tâm tính bỏng sẻn. Bỏng sẻn. Quý vị biết Phật pháp hay lắm, không cần thiết chúng ta phải có một tiền của gì lớn lao, nhưng chúng ta chỉ có một cái bánh củ khoai, đó cũng là cái tâm của chúng ta nó tốt rồi, chứ không phải kiểu mà bạc tỷ bạc triệu gì ghê gớm, do tâm của chính mọi người thôi. Và nếu như chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng có thể làm. Đó chính là một đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Đồng tiền này chính là đồng tiền của chánh nghiệp, tức là cái nghề nghiệp nó chân chánh, cái nghiệp đó mà chúng ta gọi là đồng tiền, tạo ra từ mồ hôi nước mắt của chúng ta, cái công sức của chúng ta là bỏ ra và chúng ta được hưởng thụ nó. Và chính vì cái chỗ đó đó mà khi chúng ta làm phước cũng dường thì chúng ta được an vui, được tốt đẹp. Và cũng chính là những cái ác pháp thì từ thường chúng ta nhớ trong cuộc đời này, trong cuộc đời này cái thiện á chúng ta khó làm và cái ác thì rất là dễ làm. Cái thiện tâm của chúng ta trong một ngày nó rất ít lần khởi lên, nhưng cái ác tâm nó một cách liên tục. Bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ, chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, đó là tâm tánh ác hết. Ý tham ác, sân ác, ý tà kiến ác đó, tức là theo một dọc của chúng ta đang suy nghĩ ra. Chúng ta nhớ rõ nha. Còn một người mà có ý niệm lành thì nó rất là khó. Quý vị ngồi, quý vị lúc nào quý vị cũng niệm Phật không? Lúc nào quý vị cũng nghe kinh không? Lúc nào quý vị cũng ngồi thiền không? Lúc nào cũng tụng kinh không? Cũng có. Lúc nghe Pháp không? Không. Mà khi nghe Pháp, chúng ta cũng bị phóng dật. Khi tụng kinh, chúng ta cũng bị phóng dật. Khi ngồi thiền, chúng ta cũng bị phóng dật. Chứ đừng có nói chi mà. Không phải ngồi như vậy, phải ngồi nghe ở đây, rồi ngồi thiền ở đây, ngồi nghe Pháp ở đây, rồi ngồi tụng kinh ở đây. Rồi tâm của chúng ta đâu? Nó rất là lẹ. Coi như nhiều khi chúng ta đang tụng kinh, miệng Nam Mô một bộ một bồ dâu găm, nó cái thật như vậy đó. Suy nghĩ ta lả lung tung hết trơn. Nếu chúng ta không
không có cái sự kiểm soát, không có một cái sự khắc chế, không có một cái sự đè nén đối với các ác pháp, thì nó khởi sanh tâm chúng ta vậy đó quý vị, nó ghê lắm. Và nói theo một tinh thần Phật pháp á, bởi vì đó chính là tất tô ma lăng, những cái vết nhơ nó làm những cái vết nhơ phiền não, mà vết nhơ mà lớn nhất đó chính là vô minh. Hãy mà vô minh có mặt thì toàn bộ các khổ quẩn có mặt, toàn bộ các cái ác pháp có mặt. Vốn anh đây chính là si, vì cái tâm mê mờ, si mê mê muội, cho nên dẫn tới tham, dính mắc ở trong các cái cảnh như là sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Vì cái tham ái đó cho nên chúng ta chấp hữu, đây là ta như thế này, ta như thế nọ. Và chính vì cái vô minh đó cho nên cái ta của mình, tức là cái ngã chấp của mình, cái tham ngã chấp của mình nó lớn. Và từ chỗ cái tham ngã chấp của mình lớn, cho nên khi mà mình bị đụng chạm vào, mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy bị làm phiền, mình cảm thấy bị khổ đau vô cùng. Khi mà người ta đã mang tới cho mình những niềm đau, những nỗi khổ, thế vậy đó quý vị, rất hay. Cho nên khi chúng ta tu là một chuyện khác, không tu là một chuyện rất nguy hiểm. Rồi từ cái vô minh này nó dẫn dắt cho chúng ta đó, vô minh nó duyên cho hành, để cái hành đây phúc hành không nói, mà nó phi phúc hành, tức là thân làm các cái việc ác, rồi khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác. Ý suy nghĩ ác ở đây đưa tới cho ta tham ác, sân ác. Tham ác ở đây đó, tham ác tức là chúng ta suy nghĩ để chúng ta được cái lợi này, được cái lộc kia, được cái vật này, được cái vật nọ. Hay là từ cái vô minh này mình cảm thấy người ta làm mình bực bội, mình khó chịu. Hay chính trình duyệt cái vô minh đó đưa đến cho mình có cái sự bỏ sẻ, đưa đến cho mình có một cái sự hối tiếc, đưa đến cho mình có một cái sự cái sự chấp thủ với cái cổ của mình, đồng tiền của mình. Có nhiều người đó họ có tiền không cho bố thí được, mà tôi nói cho quý vị nghe luôn, nó lạ luôn, ngay cả các vị pháp sư luôn, thân quen mà mình không hiểu, thôi thì nói ra thì chúng đường sinh tử hồng ai nấy giữ, ba mẹ thầy tổ gì không bao giờ thấy họ làm phước với chuyện gì, mà cũng chưa thấy vị ấy làm phước cái chuyện gì mà gọi là một cái thiện sự. Nhưng vị ấy có thể có cái điều kiện, có cái thuận duyên để làm, thôi thì cái đó tùy cái duyên, thì không biết nói sao. Những điều dạy người ta thì rất là nhiều, phải làm phước cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho thầy tổ, cho anh em như thế này, cho anh em như thế kia, dạy những người đệ tử, họ dạy rất là hay. Nhưng điều mà tại sao có một chỉ mà đường tu bố thí đứng đầu, vì ta là tánh vô cầu là tâm, không vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước nối chân đại từ. Chúng ta chỉ một cái việc bố thí mà chúng ta làm không xong, thì kính thưa quý vị, chúng ta làm cái thiện sự gì đây? Khó lắm. Cho nên nói rằng cái bố thí nó rất dễ, nhưng khó có người làm. Bởi vì chúng tôi mới nói một câu rất là chính xác: người được làm phước, người đó có phước. Có phước mới được làm phước, và làm phước từ đó chúng ta mới có nhiều thiện phước. Bởi vì tâm tư của chúng ta thường là vô minh, nó phủ, nó bao, nó chấp thủ. Mà nếu như người mà biết dứt bỏ cái tài sản, thì người đó sẽ có cái sự giàu sang ngay trong hiện tại đó, tức là tâm thí họ đã có.
và chắc chắn rằng trong tương lai sẽ được nhiều nữa. Cái đó là cái thật đó quý vị. Bây giờ quý vị chấp nhận làm thì quý bao nhiêu cũng đủ rồi. Còn nếu không chấp nhận làm thì bao nhiêu cũng thiếu hết rồi. Có nhiều làm nhiều theo khả năng của mình. Chứ còn nếu như đợi chờ tôi có tiền, đợi chờ tôi có điều kiện thì không có đâu. Và một trong những cái mà nó nguy hiểm đó, hôm qua chúng tôi có đọc một cái chỗ đó. Cái nhân bất thiện là rơi cho chúng ta vào cái chỗ mà chúng ta không có điều kiện để làm cái việc phước. Ở nơi đó chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta không có khởi lên cái tâm để mà chúng ta tạo các cái việc phước. Nó cũng là cái trú xứ bất lợi cho ta. Chứ không phải là chúng ta ở cái trú xứ mà cảm thấy rằng đơn giản đâu. Mà chính cái vô minh này nó dẫn dắt cho ta, chúng ta không nhìn thấy ra được. Hay là chúng ta sống sống không có cái mối liên hệ, có cái mối liên hệ đối với Phật pháp, đối với Tam Bảo đó, thì làm chúng ta quên và chúng ta xa. Rồi cái nghiệp luân hồi của chúng ta, nó đẩy nó đưa chúng ta, nó cuốn chúng ta mất luôn, nhất là vô minh này. Và chính vì cái vô minh, nó làm cho chính chúng ta sinh tử đau khổ luân hồi, đời này và đời sau. Như Duyên Khởi đã nói, như chúng ta thấy từ vô minh này, cho nên đưa chúng ta đến phi phúc hành, chúng ta làm các cái việc ác. Và từ các cái việc ác đó, cho nên đưa chúng ta sanh ra các cái cõi khổ. Thành nó duyên cho thức tái sanh ở các cái cõi khổ. Đã, có khổ về sau, tức là khổ về đã, chúng ta sinh ra, dẫu cho có tái sinh lại làm người thì cũng là một con người nghèo khổ, thua súc người ta, bất hạnh hơn người ta, thiếu điều kiện hơn người ta. Và từ chỗ đó là một con người đã từ chỗ tối. Rồi nếu như không có cái sự giác ngộ, không có sự tỉnh thức hiểu biết, lại làm những cái việc ác tiếp tục nữa, lại đi càng đến những cái đau khổ khác, mang theo những cái khổ đau sinh tử. Bởi cho nên quý vị nhớ, dầu chúng ta làm bất cứ điều gì thì cứ buông bỏ cái tài sản, buông bỏ đi, mình cho đi nó không có mất, mà chính là cho đi tức là cái gì, tức là mình gieo một cái, mình cho vay nợ mới. Còn không nữa thì thí dụ như mình tức là bàn tay mình ban bố ra đó, nó không có mất, mà chính là nó tạo một cái phước cho mình. Chứ còn trong cái sự cuộc sống này nó vô thường, hơi vừa dứt, việc đời cũng chấm dứt hết. Và cuộc sống vô thường, khổ đau mà. Làm sao cho chúng ta không đến nỗi phải thua cuộc hết là được rồi. Tức là chúng ta cũng có ăn, cũng có cái ăn cái mặc, cũng có một cái insurance, cũng có cái y tế, cái bảo hiểm, một cái căn bản là được rồi. Chứ còn bây giờ hỏi được sự an toàn, được cái sự giàu có thì cũng chưa chắc cả, tùy cái duyên. Rồi quý vị ở bên nước ngoài đó, tức là cái lương hưu hay là cái tiền trợ cấp, hay cái tiền bảo hiểm, thật sự nó cũng là một cái điều cũng không dễ dàng. Có nhiều cái đồng tiền và để có nhiều cái thuận duyên để làm phước, chúng tôi rất hiểu. Nhưng chúng ta làm theo khả năng của mình thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ làm được. Cũng như ở trong Việt Nam cũng vậy, người có tiền, người cũng không có tiền, cũng ai cũng giống như nhau. Từ cái duyên thì cái phước của mọi người ở nơi đâu cũng là do cái phương cái duyên, cái phước của mọi người, mà nó tồn tại hay nó không tồn tại, nó được hay là không được, thì tất cả đều là do cái duyên, cái phước của từng người hiện hữu trong cái cõi vô thường, trong cái cuộc đời này. Và rồi tất cả, bởi vì tất cả chúng ta chết rồi cũng bỏ lại tất cả, đem theo được cái gì ngoài ra cái chuyện thiện, chuyện ác, chuyện phước, chuyện đó. Cái đó là cái chuyện tốt như vậy. Và cũng vậy, chúng ta phải biết được chính cái vô minh hay phiền não này, những cái tâm nó cản trở cho chính chúng ta. Và nhiều khi những cái niềm đau, nỗi khổ, cái vui, cái buồn, cái bực bội gì, thôi bỏ qua để chúng ta đổi thay sống một cuộc được cuộc sống mới.
Cũng như ngày hôm nay mình đang bực bội thì ngày mai mình không bực bội nữa. Mình có những chuyện bực bội trong lòng bây giờ, rồi chúng ta nói ra rồi xong. Nhưng ngày mai là chúng ta có những chuyện đó, nó vui hay có thể những cái chuyện khác gì, nhưng tất cả mà chuyện không, chuyện vừa lòng, chúng ta biết chuyện vừa lòng, chuyện không vừa lòng cũng biết chuyện không vừa lòng, nhưng rồi tất cả đều sẽ qua đi. Hãy buông bỏ tất cả. Đời sống này là một đời sống nó tạm bợ, thế giới nó là vô thường, cuộc đời là vô thường, nó vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Tất nhiên chúng ta làm như thế nào đó mà lợi cho người, lợi cho mình. Và đặc biệt đừng để chấp thủ quá đáng, đừng để vô minh, đừng để chạy theo cái miếng màu, chạy theo rồi chúng ta không có lối về, không có đường đi, không có sự kiểm soát. Và như thế rất là nguy hiểm, nó rất là khổ đau. Bởi vì cho nên chúng ta mới thấy là ác pháp á, nó làm cho chúng ta lăn trôi sanh tử, đau khổ từ đời này đời sau, chính là do hành động của mình. Mano Panga Ma Thamma Mano Sita Mano Maya Mana Sache Paduthena Phasati Vakarotiwa Tato Năng Đúc Khả Măng Quê Tiết Chắc Ca Ngộ Hà Tô Bà Đăng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, nếu nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Chai Gia Qua Qua Hà Tô Bà Đăng như bóng không rời hình. Khi mà ý dẫn đầu làm các việc thiền, làm các việc lành thì nó sẽ như bóng không rời hình. Nếu như vậy, và rồi cuộc đời này tất cả, nếu như chúng ta tu chúng ta không hiểu thì chính là do vô minh. Vô minh nó là một vết nhơ khủng khiếp, nó là một tổng đài, nó chứa đựng, nó ở chỗ đó nó sẽ là một cái nơi mà nó chứa đựng và nó chỉ huy toàn bộ tất cả những cái phiền não. Bởi vì cái vô minh cuối cùng, cắt trừ được cái vô minh thì vô minh không có mặt thì mới minh sanh thì vô minh diệt. Mà minh sanh thì cái gì? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm. Sau đời sống này không còn cái đời sống sau. Và cũng như khi minh có mặt thì kính thưa quý vị, thì toàn bộ khổ quẩn, tức khi vô minh có mặt thì tha mái được chặn đứng. Vô minh có mặt thì sanh hữu không có. Bởi vì vô minh không có thì làm sao mà dẫn cho các hành động của thiện ác hay hoặc là các cái sự tu tập để sanh về các cái cõi thiền sắc giới và vô sắc giới. Và chính vì không có vô minh này cho nên không có hành. Hành không có mặt thì làm sao mà dẫn đi cho thức tái sanh được. Mà thức tái sanh không có thì không có xúc, không có thọ. Không có thọ, không có ái, không có thủ, không có hữu. Không có hữu thì không có già chết sầu bi khổ não, không có đời này và không có đời sau. Cho nên chúng ta nói cái sự phiền não, tức là diệt tận vô minh là phiền não. Hay nào khi chấm dứt đạo đế được cái gì? Được hiểu biết, tập đế được diệt trừ. Diệt đế được thành tựu và đạo đế được tu tập. Thì ngày đó tất cả chúng ta sẽ không còn cái sanh tử lăn trôi khổ đau trong cuộc đời này nữa. Là như thế. Cho nên bài pháp có của kinh hôm nay dạy rằng cái sự tà hạnh là vết nhơ của người nữ nhân bỏng sẻn, keo kiệt, hối tiếc, nó làm mất đi cái giá trị của người thí, của người cho. Ác pháp đó là một vết nhơ, chính là do vô minh bao bọc cho chúng sinh khổ đau ở đời này cũng như ở đời sau, là như vậy. Cho nên chúng ta cẩn trọng khi làm các việc thiện, chúng ta nhớ có cái tâm dứt khoát, và chúng ta hãy nhớ vô minh lúc nào nó cũng là một cái kẻ thù nguy hiểm nhất đối với chính chúng ta, để nó dẫn cho tham, cho sân. Thì chúng ta no quá mất ngon giận quá mất khôn là như thế. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có điều trình bày có pháp cú số 242 là như vậy. Nếu có điều gì sẽ tất kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni, quý tôn nữ cũng chư phật tử hoan hỷ cho.
kính chấm dứt thời gian trước nơi đây trước khi dứt lời kính dân và phước lành đến Đức Trời Đức Thích tới Đại Thiên Vương các vị chư thiên huynh đi chánh pháp nhất là các vị chư thần chư thiên các vị chân linh giác linh kỹ linh tại chùa Bồ Đức chùa Quảng Nghiêm cũng như tất cả nơi tư gia của vị mong cho tất cả được an lạc được tấn hóa và đặc biệt xin hướng nguyện đến các bậc thầy tổ các vị thân bằng quyến thuộc của chúng tôi quý vị mong tất cả được an lạc được tấn hóa mong tất cả chúng ta được tu hành tốt đẹp ở hiện tại cũng như ở kiếp đây sinh. Nam mô Bồ Tát Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Ca Giả. Chúng tôi cũng hơi cái tiếng nó hơi nặng quá đó, quý vị thông cảm. Xin kết thúc sớm, Nam mô Phật. Dạ, số sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Huyền đã giảng bài học số 242 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân tọa Tề Huyền. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trong vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata buddha anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anubhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc an có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân tọa Minh Hạnh thượng tọa Tề Huyền cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý Phật tử cùng cộng dân hồi hướng. Ya ne ma ta san ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta xót thiên ca rôn tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na va ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sapa na bù ta su chi ta pa văn